Lễ hội Okhenbok theo tiếng Khmer có nghĩa là nuốt cốm dẹp. Đúc cốm dẹp trong lúc cúng trăng nên gọi là lễ cúng trăng của người Khmer. Lễ hội được tổ chức vào khoảng tháng 10 âm lịch hàng năm. Do cách tính thời gian có sự chênh lệch, đây là lúc kết thúc mùa vụ, người Khmer tổ chức lễ đúc cốm dẹp ước nguyện những điều tốt đẹp trước khi nuốt với sự chứng kiến của người lớn và thần mặt trăng. Vật cúng trăng là thành quả mùa vụ để tỏ lòng biết ơn đến thần mặt trăng, vị thần mang đến cho họ một mùa vụ tươi tốt và những điều tốt đẹp. Trong dịp lễ hội có các hoạt động văn hóa chính như là lễ cúng trăng, thả đèn gió, đèn nước hay còn gọi là đèn hoa đăng, hội đua ghe ngo. Lễ Okhenbok được tổ chức ở Trà Vinh là lớn nhất vì đây là nơi tổ chức hội đua ghe ngo, thu hút nhiều vận động viên và người xem. Ngoài ra, trong lễ hội Okhenbok, nhiều nơi còn có hoạt động văn nghệ thể thao, hội chợ đi cùng. Do đó nhiều hoạt động hấp dẫn, lễ hội thu hút được nhiều người dân tộc đến chung vui, kể cả người nước ngoài. Người Khmer Nam Bộ có 3 ngày lễ Tết quan trọng, đó là ngày Don Ta, Chonchanam Thammai và Okhenbok. Theo phong tục truyền thống, cứ vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, khi con trăng tròn đầy, đồng bào người Khmer, đặc biệt ở hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, lại long trọng tổ chức ngày lễ Okhenbok, hay còn gọi là ngày lễ cúng trăng, để đúc cốm dẹp, để tưởng nhớ công ơn đến thần mặt trăng, một vị thần điều tiết mùa màng mang lại sự ấm no cho con người. Bon Sampia Preki có từ rất lâu đời, khi người dân Nam Bộ bắt đầu biết trồng lúa nước. Ý nghĩa của nó, thứ nhất là đưa tiễn nước ra sông, vì thời gian tổ chức lễ vào thời điểm cuối năm, lượng mưa đã giảm đi nhiều, mực nước ở ruộng ao hồ bắt đầu hạ xuống. Thứ hai, các nhà nông bắt đầu vào mùa thu hoạch vụ mùa các nông sản. Thứ ba là đồng bào người Khmer vốn đã được tiếp thu cả hai nền văn minh của đạo Bà La Môn và đạo Phật, nên mới có nghi lễ cúng trăng. Theo truyền thuyết, từ xa xưa đồng bào Khmer Nam Bộ có hai cái Tết, đó là Tết âm lịch và Tết dương lịch. Nếu theo kinh Hora, ngày 15 tháng 10 âm lịch là ngày kết thúc một chu kỳ của mặt trăng xoay quanh trái đất. Đúng vào lúc 24 giờ của ngày này thì bóng trăng không xê dịch, cột trụ trồng trên sân, đứng thẳng ngoài trời. Người xưa cho rằng đây là ngày bước sang năm mới âm lịch và ngày mặt trăng bắt đầu chuyển sang một chu kỳ mới. Vào những ngày này thì bà con ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và những nơi có đông đảo bà con người Khmer sinh sống đều rộn ràng giả cốm dẹp để phục vụ cho ngày hội lớn này. Sôi động nhất là làng cốm dẹp Ba Son ở Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, với hơn 50 gia đình làm cốm dẹp quanh năm, bình quân mỗi hộ có thể quết 5 dạ nếp trên một ngày. Từ xa xưa, cốm dẹp là món ăn truyền thống của người Khmer nói riêng và người dân Nam Bộ nói chung. Đặc biệt đối với người Khmer, cốm dẹp còn là vật phẩm để cúng trăng, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, nên bà con đã dành ra nhiều tình cảm và công sức để hóa thân cây lúa nếp trở thành món truyền thống trong văn hóa ẩm thực Việt. Muốn có đĩa cốm dẹp thơm ngon béo bùi, bà con phải chọn loại nếp rặt vừa chín tới, hạt còn mềm, đem về phơi sơ rồi cho vào nồi đất rang đến khi nào mùi thơm bốc lên ngào ngạt mới đem đi quết. Công đoạn quết rất quan trọng và cũng là bí quyết làm nên chất lượng cốm dẹp. Thường thì phải hai người quết, một người theo dõi túi nếp. Phải quết phải nhanh tay, đều và quết trong vòng 2 phút là kết thúc. Bởi nếu quết chậm, hạt nếp rang sẽ nguội, tiếng chày nện xuống không còn tác dụng nữa. Công đoạn tiếp theo đó là sàng sảy cho sạch cám, chỉ giữ lại những hạt cốm thơm thoa, trắng tuyền. Trước khi ăn, người ta trộn cốm với dừa nạo, đường cát, thêm chút nước dừa độ chừng 15 phút cho cốm mềm ra, xốp và dẻo. Cốm dẹp có thể ăn bằng muỗng, cuốn bánh tráng ngọt, bánh phồng hoặc dùng lá chuối, lá sen bao lại. Hương vị từ lá sẽ toát lên một mùi thơm thoang thoảng, mùi vị tự nhiên và rất thanh khiết.
Vào đêm rằm, khi mặt trăng vừa đến cao tỏa sáng khắp mọi nơi, bà con tập trung tại sân chùa hoặc sân nhà để làm lễ cúng trăng. Vật cúng thường là bánh trái, khoai lang, cốm dẹp. Khi hành lễ, mọi người cùng nhau quay mặt về hướng mặt trăng để cầu nguyện cho gia đình nhiều sức khỏe dồi dào, mùa màng tươi tốt. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Khmer Nam Bộ tại nhiều ngôi nhà, vào lúc mặt trăng lên cao, ánh trăng vằng vặc, mọi người ra trước sân chùa để trải chiếu ngồi, chắp tay và quay mặt về hướng mặt trăng chờ các sư làm lễ. Vị chủ lễ tỏ lòng biết ơn mặt trăng và cầu xin mặt trăng tiếp nhận lễ vật do bà con dân cúng và ban cho người dân trong phum sóc sức khỏe dồi dào, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Cúng xong thì vị sải cả gọi các em bé đến ngồi xếp bằng, chắp tay hướng về mặt trăng rồi đút cho mỗi em một vắt cốm dẹp. Có khi cốm dẹp kèm theo trái chuối hoặc trái cây với ước mong các em quanh năm no đủ, vui khỏe và hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Các vị sư sải còn hỏi các bé là ước gì. Nhiều em nói lên ước nguyện của mình. Cuối cùng vị sải cả khuyên dạy các em chăm ngoan, hiếu thảo và cố gắng học hành chăm chỉ để sau này lớn lên giúp ích cho gia đình. Những năm gần đây, trước và trong những ngày lễ diễn ra cúng trăng, nhiều địa phương còn tổ chức hội đua ghe ngò, lễ thả đèn nước và nhiều hoạt động văn hóa thể thao truyền thống hấp dẫn khác như cờ ốc, bi sắt, múa rầm vong, rong leo, hát dù kê. Theo truyền thuyết, tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca là một con thỏ sống quanh quẩn bên bờ sông Hằng. Một hôm, thần Saka xuống trần để giả làm người ăn xin để thử lòng thỏ. Không có gì làm phước, thỏ đốt lên đống lửa, nhảy vào và mời người ăn xin dùng thịt mình. Lửa bỗng dưng tắt ngấm và người ăn xin biến mất. Rồi thần Saka hiện ra khen ngợi lòng hy sinh cao đẹp của thỏ và vẽ hình thỏ lên mặt trăng. Từ đó trở đi, người ta thường thấy hình con thỏ ngọc trên cung trăng vào ngày Tết Hạ Nguyên, tức là rằm tháng 10 âm lịch. Vì vậy, lễ cúng trăng là để tưởng nhớ đến tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca. Lễ cúng Ốc Âm Bốc trong rằm tháng 10 thì diễn ra tại những sân chùa, sân nhà. Trước khi mặt trăng lên, người ta đào lỗ cắm hai thanh tre khác nhau khoảng 3 mét, gác ngang một thanh tre khác như một cái cổng thật đẹp và đặt dưới cổng một cái bàn. Trên bàn có bày biện cách thức cúng như là cốm dẹp khoai lang, khoai môn, dừa tươi, chuối và bánh kẹo. Trong mâm cúng luôn có một ấm trà, sau mỗi lần rót trà vào ly, người ta lại khấn vái để nhớ ơn Đức Phật. Hai sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn và có sức hút mọi người nhiều nhất trong ngày lễ cúng trăng đó là thả đèn gió và đua ghe ngò. Đèn gió được cấu tạo từ những vật liệu bằng tre, giấy quyến và giấy kẽm, có hình vuông hoặc là tròn. Đèn tròn thì thông dụng hơn. Từ những nan tre chuốt nhẵn, người ta làm thành những vòng tròn có kích thước chừng 1 mét. Sau đó liên kết những nan tròn ấy thành khối trụ có chiều cao chừng 2 mét. Sau đó dán kín bằng giấy quyến. Trừ đáy đèn để trống và gắn vào đó một ổ nhện làm bằng kẽm lớn. Ổ nhện được phủ lên lớp gòn có thẩm ướt dầu phộng. Khi đốt thì nhiều người cùng góp sức nâng đèn lên cao, nhiệt độ làm cháy căn phòng, tạo ra lực đẩy. Ngày nay thì phần giấy này được thay bằng vải và lớp gòn này được tẩm ướt, có thể bằng dầu và bằng xăng. Những người dân đèn nâng tay theo cùng buông tay khi lực đủ mạnh để đẩy đèn lên cao mà không bị trao nghiêng làm cho cháy giấy hoặc là cháy phần vải. Đèn bay thẳng lên không trung trong tiếng reo hò, vỗ tay của người xem. Tiếng nhạc trỗi lên càng làm đêm rằm náo nhiệt. Hàng chục chiếc đèn được thả lên bầu trời. Trên bầu trời những ngọn đèn cứ đung đưa theo gió, xua đi những tai ương, rủi ro, bất trắc để phum sóc được bình yên. Năm nào cũng vậy,
lễ thả đàn gió thu hút cả ngàn người đến xem, trong đó có nhiều du khách đến từ các tỉnh khác nhau và kể cả khách nước ngoài. Đua ghe ngò là một bộ môn thể thao dân gian truyền thống không thể thiếu trong lễ hội Okambok, thu hút hàng vạn người xem. Lúc đầu thì đây chỉ là một trò chơi dân gian diễn ra trong đêm cúng trăng, nhằm dâng lên các đấng thành tiên nơi cung trăng thưởng thức. Vì vậy chỉ được tổ chức vào ban đêm, lúc trăng lên sau khi đã thực hiện xong các nghi lễ cúng trăng. Dần dần thì trò này được nâng lên thành lễ hội và mang tầm khu vực, thu hút nhiều khách du lịch đến tham dự. Tương truyền chiếc ghe ngò xưa là phương tiện được trang bị cho dân quân đánh giặc trên vùng sông nước. Hầu hết các chùa đều có một chiếc ghe và được bảo quản cẩn thận. Hàng năm vào dịp rằm tháng 10, ghe ngò lại được trang trí đẹp mắt, treo đèn kết hoa thật lộng lẫy. Để ngày hội đua ghe ngò hấp dẫn đông vui, cách đó cả tháng các chùa đã chuẩn bị tuyển chọn các tay bơi là những chàng trai Khmer vạm vỡ ở các phum sắt, rồi tập vật cho dẻo dai, điều nhịp theo mái chèo. Ghe ngò là một dạng thuyền độc mộc có chiều dài từ 25 tới 30 mét, chiều ngang từ 1 đến 1,4 mét, có đóng nhiều thanh ngang vừa cho hai tay bơi ngồi cặp theo suốt chiều dài của ghe. Mỗi ghe đua thường có từ 46 đến 60 người chèo. Riêng người điều khiển nhịp chèo ngồi ở trước mũi, ngoài ra có người đứng giữa thổi còi phụ. Theo nhịp của người điều khiển, mái chèo được làm bằng gỗ nhẹ, dẻo và không thấm nước. Bản rộng, mỏng và tròn dần về phía cán. Mỗi chiếc ghe ngò có những biểu tượng khác nhau, thường là khala, tức là con cọp, con rồng, sư tử, cá bun cu. Trước khi hạ thủy, làm lễ cúng vị thần phù hộ cho ghe. Đua ghe ngò là môn thể thao rất hấp dẫn và rất hào hứng. Vào trưa ngày rằm, trước khi bắt đầu dâng lên, thì người hai bên bờ chật kín, còn ghe xuồng đã sẵn sàng đậu dọc suốt hơn một cây số. Tiếng trống cùng dàn nhạc ngũ âm, tiếng còi nổi lên rộn rã. Khi một còi hú lên, từng cặp ghe đua với nhau, trăm tay đua, rạp người vuông chèo đều tấm tắp những nhịp theo tu hít và phèn la, đẩy chiếc ghe ngò nhanh vuông vút về đích. Tiếng trống, tiếng loa hòa theo trong tiếng reo hò, vỗ tay cổ vũ náo động cả mặt sông. Chiếc ghe ngò là một sản phẩm văn hóa hết sức độc đáo của đồng bào người dân Khmer Nam Bộ. Cũng là biểu tượng cho sự no ấm, sung túc, chiếc ghe ngò còn là hình ảnh đại diện cho mỗi phum sóc hoặc cho toàn xã hoặc chùa, toàn huyện, nên đua ghe ngò thường diễn ra rất quyết liệt, không phải vì giá trị tiền thưởng mà vì danh dự và vinh quang của đơn vị mình đăng ký tham gia. Lễ hội Okambok mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào người dân Khmer Nam Bộ. Nó thể hiện được những khát vọng, tâm hồn và tình cảm của con người đối với con người và con người đối với các đấng bề trên. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội Okambok hàng năm không chỉ là việc bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống giàu tính nhân văn của đồng bào người dân Khmer, mà còn là một sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch bốn phương.